Hi, chào mọi người. Hôm nay là mùa hè của tháng 6 năm 2019. Mình đang đứng trước mặt tiền của Phước Lộc Thọ. Bên kia đường là Phước Lộc Thọ đó các bạn. Một khu chợ nổi tiếng gọi là Tương Xá Phước Lộc Thọ của người Việt ở tại Mỹ. Đó là hôm nay có cái chợ đêm ở tại Phước Lộc Thọ bắt đầu mở ra vào mùa hè. Là buổi tối, hôm nay là chiều cuối tuần, ngày đầu tiên mở ra. Thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan qua coi chợ đêm ở đây như thế nào. Đây là đường Sài Gòn của Westminster, thành phố Westminster, Sài Gòn. Chúng ta sẽ băng qua đường là đi qua bên khu chợ Phước Lộc Thọ. Đang sẵn có đèn xanh, mình đi cho nhanh qua luôn. Rồi đó các bạn, đường Bonsa là các bạn. Ha, à, đường bonsai rộng rãi ha, băng vào đây. Đây, như các bạn biết đó, là ở Việt Nam á, ở Sài Gòn, nơi mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, là có chợ Bến Thành, chợ Sài Gòn, có chợ Sài Gòn ở tại đó. Thì mỗi tối đó, lúc mình ở Sài Gòn đó, là mỗi tối mình đều đi ra chợ Sài Gòn. Có khi là có những bên hai bên hông chợ đó có con đường để ăn ốc, ăn cua, ăn tôm, ăn đủ thứ. Có ăn có bán chợ đêm của ngay chợ Sài Gòn. Cũng như vậy, ở tại Phước Lộc Thọ này cũng có chợ đêm và mở một năm khoảng 2-3 đợt. Ví dụ như đợt mùa hè nè, đợt mùa Tết nè, ví dụ vậy. Sơ sơ là như vậy. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan chợ đêm Phước Lộc Thọ vào mùa hè, mà người 50 tiểu bang về đây chơi du lịch cũng hay ra đây ghé để đi ăn uống mà chụp hình. Đó là đó. Hey, trời ơi, đây là Lộc, rất là cũng là nổi tiếng, hay thường xuyên đi với các nghệ sĩ lắm. Còn anh này là anh em chắc là cộng đồng mạng không biết anh này. Em Andy Thái. Andy Thái là chủ tiệm tóc nha các bạn. Quảng cáo luôn tiệm tóc này. Em mình thôi để anh này Thái tự nhiên luôn. Bắt đầu ha, mình đi. Bye em. Đó các bạn, chợ đêm Phước Lộc Thọ đây. Ở đây là các món chè bưởi nè, khoai môn nè, khoai tây bánh nước. Cứ thế mình mua đồ. Ủa hai chị em hả? Không ai lên hả? Ở đây là, ở đây cũng có nữa nè, nước cam cá gái. Ở đây là tôm, cua nè, thịt nướng các bạn, thơm lắm nha. Đây bò bía, gỏi cuốn, các món khói bài nghi ngút, thơm lắm. Bên đây cũng vẫn bán đồ. Sao đêm, đêm sao mực nướng. À, mực kìa. Mực con to nha các bạn. Đẹp ha. Mực ngon quá ha. Cái này con uống miếng bia. Uống bia là ngon á. Đây là nước mía nè các bạn. Mía bên Mỹ này nó như vậy nè các bạn. Mía bên Mỹ là cây mía nó như vậy nè. Ép ra nước mía. Nè, sâu thịt chiên nè, thịt nướng nè. Đẹp quá ha. Đẹp quá mọi người. Thái food. À. Đệ nhất bánh tráng các bạn, bánh nóng lá dứa đặc sản miền Tây các bạn. Đây mọi người đang chen nhau vô đi mua. Ngon ha. Xôi nếp lan đó. Đủ
đi vô chợ đêm vậy đó, là thay vì Tết á thì mới có cái hội chợ một lần. Bình thường vậy mình đi chợ đêm vậy ra đây không khí cũng vui. À, từ đây tới tối là mọi người sẽ đổ dồn về đây đó các bạn. Bây giờ trời còn chiều nè. Hồi ổng là gì? Cảnh buôn bán cũng vui không? Rất là không khí của Việt Nam của mình. Không khí ăn uống nè, quán buôn như vậy là gợi nhớ quê nhà Việt Nam. 50 tiểu bang thì mình không biết có hay không, chứ mà ở ngay Phước Lộc Thọ, ngay thủ đô Sài Gòn này có cái này là rất là vui. Đó. Bán cái này đó mà các bạn cũng có cái lồng lưới như vậy nè, nhìn cho nó không có bị ruồi. Nó lịch sự, sạch đẹp không? Nhìn cũng... À các bạn, tiếp tục bên đây nữa là các bạn, đồ chơi trẻ em nè, áo quần đầy đủ hết ha các bạn. Món ngon chim hát về. Về nhà đó. Dạ. Bột chiên. À bột chiên à. Chiên hay không? Cái chảo lớn không? Đập trứng vô kìa, thấy không? Ngon chưa? Hai trứng luôn. Wow. À, cái khay chiên bột chiên lớn quá các bạn. Chiên bột chiên lớn quá mọi người. Đây. Nướng thịt nữa đây nè mọi người. Thịt ngon quá. Ngon quá. Người ta get like đi mua nhiều lắm nè. Đứng get like kìa, thấy chưa? Mình mà mua ăn thì hết giờ. Để mình đi một vòng hết cho các bạn coi. Đây. Hay nha. Bu bà nè các bạn. Bu bà nè. Các bạn biết không, trước cửa Phước Lộc Thọ mà ở trong cái chợ đêm thì lại có một cái loại hình văn hóa rất là đặc biệt, tức là mọi người sẽ lên sân khấu để hát, ghi danh bài hát và hát với nhau. Hát ở đây là thỏa lòng cho những người nào thích ca hát, có ban nhạc sống để đánh nữa, thấy không? Rồi để lại đây coi chị đi hát nè. Có xoài lắc rồi các bạn. Rồi. Người nào hồi xưa khi còn nhỏ mà là ca sĩ đó là bây giờ là thích lên hát cái gì lắm. Khán giả ngồi thưởng thức, khán giả vừa ngồi mua đồ ăn vừa thưởng thức rồi. Rồi đi với mình nha, đi vô chợ Phước Lộc Thọ nha, coi bên trong đây có cái gì. Chiều rồi nơi đây hơi đóng cửa, hơi vắng, chiều tối rồi. Ly sandwich ở trong đây cũng có. Bây giờ chiều tối thì tập trung vào ra bên ngoài đó để cho chợ đêm. Nhưng mà khi ban ngày mà mọi người vô chợ Phước Lộc Thọ thì vẫn có những hàng quán ăn ở đây. Đó. Hàng quán đầy đủ hết. Có các tiệm vàng, vàng ngọc quan, đủ thứ vàng hết. Nước mía, đồ ăn ở đây. Ở đây có tiệm vàng Hiền Hòa nè các bạn. Vàng Hiền Hòa nè. Chị Hiền Hòa này nổi tiếng ở đây lắm nè. Bán cho mấy lượng vàng? Đó, bà chủ Hiền Hòa đang trong đó đó các bạn.
Đây mình quay sơ cho các bạn thấy khu thương xá Phước Lộc Thọ đây. Buổi chiều tối rồi, mọi người dọn dẹp rồi nên cũng vắng. Còn ở đó. Chắc lần sau đó mình sẽ lần sau đó mình sẽ quay cho các bạn nhiều hơn. Các tiệm vàng này khi họ mở cửa đó sẽ quay nhiều hơn. Hôm nay mình chỉ quay cái chợ đêm đi. Chợ đêm Phước Lộc Thọ đi ha. Lần sau mình sẽ quay kỹ hơn. Ai nè. Tiệm vàng giờ tối đóng cửa rồi, mọi người đi ra nhìn. Trong đây có 6 cái cửa hàng, 5-6 cửa hàng tiệm vàng Ngọc Quang rồi đó các bạn. Đây là sân khấu trung tâm nè. Cũng có khi ca nhạc rồi cũng tổ chức ở đây nữa. À. Không khí nhộn nhịp ha. Gian hàng bán đồ chơi, video game. Đây. Bán gift shop nè. Bún mắm anh ơi kìa. Quán Sài Gòn xưa các bạn. Cái quán Sài Gòn xưa này mình nhớ tới trên đường Trương Định á, đường Trương Định ở quận Nhất á, có quán Sài Gòn xưa. Thời đó đó mình với Giới Văn Nghệ đó, đạo diễn Đinh Anh Dũng, đạo diễn Dũng Khùng rồi. Hay ra đây ngồi ở quán Sài Gòn xưa. Cô quay lên mạng hả cô? À, tựa là Tâm Anh. Anh con. Dạ. Tâm Anh được không nói là Phu Tha là cái thằng nào nó nói nhiều đài của mình chẳng biết ai. Dạ, con không biết. Hay là Mỹ Á. Để mời Mỹ Á ha. Bà chủ Mỹ Á đây. Chào em. Chào bà chủ Mỹ Á. Dạ, dạ. Đây bán đầy đủ hết hả? Dạ, đầy bà đủ, chủ. Dạ, đầy đủ hàng hóa. Dạ. Ở các bạn người Việt đi khắp nội tiểu bang về đó chứ mà người ta thích mua là dầu. Dầu của Việt Nam, dầu của Mỹ, dầu không có, dầu dầu gió, dầu gì đó là người Việt Nam mình thích sao? Dầu thiên tế cũng có, dầu con gấu, dầu dầu con tê giác, dầu king, dầu sunrider, đầy đủ hết. Hôm rồi mình có người bà con bên Pháp á, qua đây chơi, du lịch qua đây chơi, mình cũng dẫn tới đây để mua mấy cái lố dầu rồi đem về châu Âu, thích ha. Có dầu gió xanh kìa, dầu gió xanh đó đó, nó rất là nổi tiếng đó. Yeah. Người mà Việt Kiều Mỹ đem về Việt Nam cũng mua dầu này về cho Việt Nam thích lắm ha. Đó cho dầu giá xong rồi. Còn nghe nè, cho nên ta mới mua người mấy chai. Đây là đủ thứ loại hết nè, dầu cá bổ mắt đâu nè. Đủ thứ món hết. Đầy đủ hết ha. Có riêng cù nè, có hình bộ ốc nè, bộ ốc nữa. Cái hình thức buôn bán này giống như là cửa hàng tạp hóa Việt Nam ngày xưa đó các bạn. Áo mùng tơ kỳ của Pháp hả? Áo mùng tơ kỳ của Pháp đó các bạn. À, cái này chắc thế hệ trước, thế hệ 40-50 tuổi rồi trở đi đó, trở lên đó mày. 165 đồng một cái đó. Rồi, rồi. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô. Bye cô. Bye. Đó các bạn, mình trở lại ra đằng mặt tiền trước Phước Lộc Thọ các bạn. Chắc là mình sẽ lại mà mình mua một cái gì đó ăn xong mình review các bạn nghe nha. Mua cái gì đó ăn nha, ra chợ đêm Phước Lộc Thọ vui lắm. Mình sẽ mua một cái gì đó ăn nha. Đây các bạn, mình đứng get line để mua một chiên ăn nha. Một phần một chiên 9 đồng các bạn, hỏi là 11 đồng. Rồi, sau khi mình mua một phần bột chiên xong, bây giờ mình tiếp tục get like để mua một phần nữa. Hello, là hình sườn này ngon quá các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ơi. Rồi, lấy một phần bao nhiêu tiền vậy? Một phần là mấy cây? Một phần mấy cây mấy tiền? Anh muốn một mấy cây là có mấy cây chứ không phải một phần. Bao nhiêu một cây?
quá. Nhanh gọn lẹ luôn nha. Thấy không? Các bạn thấy chú này bán hàng thấy vui không? Bán như vậy mà sao không thích ăn được. Rồi. Rồi, rồi giới bàn các bạn. Đây mọi người, mình vừa mua cái này đó là bột chiên nè. Thử bột chiên nha. Giòn con các bạn. Ngồi ăn ở đây không khí rất là vui á. Nó có không khí nhộn nhịp của phố phường giống Việt Nam mình. Các bạn nào ở xa hay là ở trong gần vùng mình á, cách đây khoảng 30 phút này là 1 tiếng đồng hồ có thể lái tới đây về Phước Long Thọ giờ đêm ăn giao lưu, thấy được người Việt của mình đi chơi vui vẻ khai trí mang tính cộng đồng rất là vui. Ăn một phần bột chiên rất ngon. Đây cái này là bán 3 đồng một cây nè các bạn. Mời các bạn. Gia vị rất là ngon. Ngon lắm luôn á. Nướng lên ăn ngon lắm. Nhà báo hả? Nhà báo nào vậy? Dạ không. Không hả? Dạ. Các bạn à, mình đang ngồi ăn ngay có chú ở đây cũng ngồi vô chung bàn nè. Bạn đây thì em muốn ngồi là ngồi các bạn. Ngồi à, thấy trống là ngồi. Thì mỗi người order một miếng để ăn. Mình gặp chú à. Xin lỗi chú ở đâu gần đây không hay là chú ở đâu về? Dạ ở Oregon. Oregon đi chơi mùa hè qua đây chơi. Hay quá. Đó các bạn thấy không? Tất cả các tiểu bang mùa hè đều quay về đây để chơi là du lịch, vừa thăm bà con thân nhân ở trong vùng mình, vừa ghé với Long Thọ đồ chơi. Chơi mấy ngày nay rồi. Dạ. Thì hôm nay chợ đêm vậy chú ra đây thấy vui hả? Vui quá đi. Không khí gì ở bên tiểu bang Oregon rồi bên đó có không khí giống vậy không chứ? Không có đâu, tại vì bên đó dân Việt mình rất ít. Dạ. Cho nên ít khi tổ chức lắm. Dạ. Chỉ có tổ chức những ngày mà chẳng hạn như là quốc thân. Đây là kỷ niệm những ngày lễ của Việt Nam Cộng Hòa thì có tổ chức thôi. Dạ. Còn ít dân lắm. Dạ. Đó là các bạn nghe tâm sự của những người ở người Việt, gọi là người Mỹ gốc Việt ở trên 50 tiểu bang ha. Khi về tới đây là cảm xúc đây là chú là tầng lớp phụ huynh của mình ha. Thì đã nói lên được những điều tâm sự như vậy để mình biết qua. Chú ăn cái bắp này thấy bắp nướng hả chú? Dạ bắp nướng, nhớ bắp lắm rồi. Nhớ lắm rồi. Coi như là sang Mỹ được 23, 22 năm. Dạ. Bây giờ mới cầm lại cái bắp này. Các bạn nghe không? 23 năm mới cầm lại cho bắp nướng để nhớ không khí ở ấu thơ của mình, ở Việt Nam của mình. Các bạn thấy không? Thành ra các bạn ở trên toàn thế giới, người Việt trên toàn thế giới hoặc là ở Việt Nam hoặc là khắp nơi đều thấy không khí của người Việt sống ở Mỹ như vậy đó. Các bạn thấy được từng mỗi một người có một hoàn cảnh sống ha. Mỗi một người đều nhớ quê hương của mình đó. Mình đang xây dựng một cuộc sống rất là tự do, rất là thoải mái. Dạ. Đó. Đây là lâu lâu mình về tới Phước Long Thọ này là thấy là quê hương rất là gần ở trong mình đó bác. Điều đó thì coi như là thấy dân Việt mình đông rồi sung túc nè, cuộc sống thấy nó rất là thoải mái. Dạ. Không có ai đụng chạm đến ai hết. Dạ. Mình sống cho mình mà. Dạ. Rồi nhiều khi nghĩ về quê hương thì mình cũng mong quê hương mình được một ngày nào được như những người mà sống ở bên Mỹ này. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn mọi người. Đây là tâm sự, đã nghe lời tâm sự của tôi, của chú cháu chúng tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn chú, xin lỗi. Cảm ơn chú nhiều, xin lỗi quý danh chú ạ. Tên là Nam. Chú Nam, dạ. Cháu tên Tâm em. Dạ, rồi. Cảm ơn chú. Chào mọi người. Mình đang đứng ghép like mua nước mía nè. Nước mía là nhìn cái xe rất là đẹp nha.
bán nước mía, cây mía này. Nghe nói cái xe nước mía này là xe nước mía này là từ farm đó các bạn, là một cái trang trại rất là lớn đó, trồng mía do cái chú đó làm chủ. Và mỗi một cái mùa hội chợ ở đây là chú này chú lái xe này xuống đây để bán nước mía tại đây. Thơm ngon ha. Một ly nước mía nhỏ bao nhiêu tiền? Dạ xin 5 đồng. Lấy gì anh? Lấy một ly. Không mà có tắc chân cái chân dây. Tắc ha. Tắc dạ. 5 đồng hả chú? Dạ. Rồi, một ly nước mía chỉ có 5 đồng thôi các bạn. Cảm ơn, gọi cái số lấy liền nha. Đại lấy số ha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Mình uống nước mía là phải đợi lấy cái số nè. Ha. Đợi lấy số. Nữa khung cảnh của Phước Long Thọ này các bạn. Xin chào các bạn, chào mọi người, bye bye.